Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong sách bài tập toán lớp 7, chương trời sáng tạo. Các em xem bài. Trong lúc xem bài giảng của em, Hải Liêm có thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp làm bài tập tiếp của bài số 4, diện tích xung quanh và quỹ tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác, tiết số 2. Như vậy là hôm trước khi mà đã học tiết 1, giờ em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Hải Liêm. Các em vào danh sách phát sách bài tập toán 7 chương trời sáng tạo, các em xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2, câu số 4. Một chi tiết máy bằng thép hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là một hình khôi, có độ dài hai đường chéo là 16 cm và 18 cm, chiều cao sẽ 10 cm. Người ta phép một lỗ hình hộp chữ nhật có kích thước là hai cạnh đáy là 2 cm và 6 cm. Thể tích còn lại của khối thép là bao nhiêu? Như vậy ở đây người ta có một cái chi tiết máy sẽ bằng chính là hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy sẽ là một hình khôi. Như mình sẽ tới lấy diện tích đáy nhân chiều cao thì ra thể tích của cái chi tiết máy này. Sau đó mình sẽ tính thể tích của cái lỗ khoét này, thì mình sẽ lấy thể tích của nguyên khối trừ đi cái lỗ khoét là ra kết quả khoét đúng không? Như vậy thầy sẽ làm câu này như sau. Trước hết mình sẽ đi tính thể tích của hình lăng trụ. Thể tích của hình lăng trụ có đáy là hình khối. V sẽ bằng như vậy là thể tích sẽ bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích thì mình sẽ sử dụng công thức giữa tính diện tích hình khối vì đáy là hình khối. Như vậy mình nhớ là đáy hình khối thì sử dụng công thức là tích hai đường chéo chia cho 2. Giờ có nghĩa là 16 nhân cho 18 chia cho 2 nhân cho chiều cao của cái lăng trụ đứng tứ giác này. Cái lăng trụ đứng tứ giác này chính là 10, là ra kết quả thôi. Giờ mình bấm máy tính xem bằng bao nhiêu nhé. 16 nhân cho 18 nhân cho 10 chia 2, kết quả là 1440. Giờ đơn vị ở đây là cm thì thể tích sẽ là cm đúng này. Như giờ các em chưa tính trực tiếp luôn hoặc là các em tính diện tích của cái hình lăng trụ, sau đó mình sẽ tính thể tích sau cũng được nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính thể tích của cái phần bị khoét lỗ này. Đúng này. Giờ thể tích cái lỗ hình hộp chữ nhật này giờ thể tích cái hở của cái lỗ hình hộp chữ nhật thì mình thấy là cái lỗ này sẽ có độ dài hai cạnh sẽ là 2 và 6, có nghĩa là chiều dài chiều rộng. Chiều dài sẽ là 6, chiều rộng sẽ là 2. Chiều cao của cái hình hộp chữ nhật này sẽ bằng chiều cao của cái hình lăng trụ đứng luôn, sẽ là 10, đúng không? Như mình sẽ lấy chiều dài là 2 nhân chiều rộng chiều dài là 6 nhân chiều rộng là 2 nhân chiều cao là 10. 6 nhân 2 sẽ là 12. 12 nhân 10 là 120. Như kết quả là 120 cm khối luôn. Giờ bây giờ mình sẽ tính thể tích còn lại đúng này. Như ở đây mình đặt là V, ở đây mình có thể đặt là V1 đi. Ở đây mình sẽ đặt V1 để phân biệt khối đúng này.
hoặc là các em hỏi đặt về gì hết cũng được. Bây giờ mình sẽ tính thể tích còn lại của khối khí. Giờ như mình sẽ lấy số này trừ số này là ra kết quả thôi. 1440 trừ 120 là ra kết quả thôi đúng nè. Giờ sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 120 sẽ bằng là 1320. Đơn vị sẽ là cm không? Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em mở bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5 người ta kêu mình tính thể tích của hình lăng trụ đứng đáy là một tứ giác như hình số 10. Có độ dài cạnh AC sẽ là 5 m. PM bằng DN bằng 3 m. Chiều cao của hình lăng trụ đứng sẽ là 7 m. Giờ như giờ trước hết mình sẽ đi tính diện tích đáy trước nè. Đáy ở đây là một tứ giác thì tứ giác này mình có thể chia thành hai tam giác là tam giác ABC và tam giác ADC. Như vậy là diện tích tam giác ABC thì mình lấy độ dài một cạnh là AC nhân chiều cao tương ứng là PM. Còn diện tích của tam giác ADC thì các em cũng lấy độ dài một cạnh là AC nhân chiều cao tương ứng là DN. Giờ cộng lại sẽ ra diện tích của tứ giác chính là diện tích đáy nhân chiều cao của hình lăng trụ đứng sẽ ra thể tích của hình lăng trụ đứng này không? Đúng không? Như vậy câu này cũng dễ đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 5. Giờ trước hết mình sẽ đi tính nha, diện tích đáy của hình lăng trụ đứng. Diện tích đáy. Hoặc là các em để diện tích mặt đáy cũng được. Của hình lăng trụ là như vậy S sẽ bằng. Giờ mình sẽ lấy diện tích của tam giác ABC, diện tích tam giác ABC thì mình lấy tích độ dài một cạnh là AC là 5. Nhân chiều cao tương ứng là PN, PM sẽ là 3 chia cho 2. Cộng cho diện tích tam giác ADC cũng vậy. Thì mình lấy độ dài một cạnh là AC là 5. Nhân cho chiều cao là DN là 3. Giờ chia cho 2. Giờ như vậy kết quả sẽ là 15 đúng không? Như ở đây là mét thì diện tích sẽ là mét vuông, 15 mét vuông. Giờ có diện tích đáy thì mình sẽ đi tính thể tích của hình lăng trụ. Được đúng không? Thể tích hình lăng trụ đứng thì mình sẽ lấy diện tích đáy là 15 nhân chiều cao là 7. 15 nhân 7 bằng bao nhiêu? 15 nhân 7 thì sẽ bằng là 105 đúng không? Đơn vị sẽ là mét khối. Như ở đây các em có thể để công thức cũng được đúng không? Hoặc là không để cũng được. Như vậy V sẽ bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Như vậy mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết thêm hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 6. Câu số 6 người ta nói là một bể cá kích thước nhân hình số 11, người ta đổ vào đó 65 lít nước. Người ta hỏi khoảng cách từ mực nước đến miệng bể là bao nhiêu? Nhưng mình quan sát hình số 11 thì đây là một cái dạng hình hộp chữ nhật. Có chiều dài sẽ là 50 cm, chiều rộng sẽ là 20 cm. Chiều cao của cái bể này sẽ là 25 cm, đúng không? Giờ như ở đây mình sẽ có ở đây là lít này, còn ở đây lại là cm. Như vậy mình phải đổi về cùng đơn vị mình mới tính được nha. Mình sẽ đổi lít này về cùng đơn vị là cm luôn. Giờ mình sẽ làm câu số 6. Mình sẽ đổi đơn vị chứ. Như vậy là 6,25 lít. Mình nhớ lít chính là decimet khối, như bằng 6,25 decimet khối. Giờ đổi qua cm khối, decimet khối đổi qua cm khối mình sẽ nhân cho 1.000. 6,25 nhân cho 1.000 sẽ bằng bao nhiêu? 6.250 cm khối, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích đáy của cái hình hộp chữ nhật của cái bể cá nhé. Diện tích đáy của bể cá này, diện tích mặt đáy thì mình sẽ có là diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, 50 nhân 20 sẽ bằng là 5 nhân 2 là 10, hai số 0 lại kết quả là 1.000 cm vuông. Giờ bây giờ mình sẽ tính chiều cao của mực nước khi đổ 6,25 lít nước qua, đúng không? Thì chiều cao của mực nước mình sẽ lấy là cái thể tích của nước này chia cho diện tích mặt đáy thì sẽ ra chiều cao của mực nước, đúng không? Thì có chiều cao của mực nước thì mình sẽ lấy chiều cao của cái bể trừ chiều cao mực nước thì mình chỉ biết là khoảng cách từ mực nước tới cái miệng bể là bao nhiêu, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính chiều cao của mực nước lại. Chiều cao của mực nước sau khi đổ qua 6,25 lít nước lại. Giờ mình sẽ tính chiều cao của mực nước sau khi đổ 6,25 lít nước vào thì mình sẽ lấy số này chia số này, 6.250 chia cho 1.000, như vậy là 6,25, đơn vị sẽ là cm. Giờ bây giờ mình sẽ tính khoảng cách từ mực nước đến miệng bể nha. Giờ như vậy là chiều cao của bể sẽ là 25 chưa cho chiều cao của mực nước là 6,25 là ra kết quả thôi. Giờ 18,75 cm. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em hôm nay nào? Giờ câu số 6 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 7. Câu số 7 người ta nói là một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác. Bên trong người ta phết một cái lỗ có kích thước như hình số 12. Đơn vị là decimet tính thể tích của khối bê tông. Mình sẽ quan sát hình số 12. Giờ mình quan sát hình số 12 thì mình thấy đây là một cái bê tông hình lăng trụ đứng tam giác. Nhưng mà mình thấy là mặt phía trước, mặt phía sau là hai mặt đáy. Đáy này sẽ có là một dạng một tam giác, có độ dài một cạnh là 16, chiều cao sẽ là 13. Và cái lỗ người ta phết có độ dài, đây là một cái dạng hình chữ nhật. Như vậy là cái lỗ sẽ có dạng hình học chữ nhật. Chiều dài là 6, chiều rộng sẽ là 3, chiều cao sẽ bằng chiều cao của cái hình lăng trụ đứng, có nghĩa là 14. Đúng này. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác trước. Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác. Giờ thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác thì mình sẽ lấy diện tích đáy nhân chiều cao, đúng không? Diện tích đáy thì mình sẽ lấy là diện tích đáy là một tam giác thì mình sử dụng công thức tính diện tích tam giác không? Có nghĩa là mình sẽ lấy độ dài một cạnh sẽ là 16 nhân chia chiều cao tương ứng là 13. Tất cả chia cho 2 thì sẽ ra diện tích đáy nhân chiều cao của hình lăng trụ đứng sẽ là 14, là ra kết quả không? Giờ mình sẽ tính xem cái này bằng bao nhiêu. 16 nhân cho 13 nhân 14 chia 2. Kết quả là 1456. Như vậy đơn vị decimet thì thể tích sẽ là decimet thôi. Giờ bây giờ mình sẽ tính thể tích của cái lỗ phết, đúng không? Thể tích của cái lỗ hình. Thể tích của cái lỗ đã phép lại. Giờ cái lỗ này sẽ có dạng hình hộp chữ nhật nên mình sử dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chiều dài là 6, chiều rộng là 3, chiều cao sẽ là chính là chiều cao của cái hình lăng trụ đứng luôn là 14. 6 nhân 3 nhân 14. Kết quả là 252. Đơn vị sẽ là decimet khối luôn. Giờ bây giờ mình sẽ tính thể tích của khối bê tông nha. Giờ mình sẽ lấy số chữ này trừ số này. 1456 trừ cho 252 sẽ bằng bao nhiêu? Một nghìn hai trăm không bốn decimet không. Giờ như là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 8. Câu số 8 người ta nói là một công trường xây dựng cần 30 khúc gỗ để làm khung cho một tòa nhà. Mỗi khúc gỗ có dạng hình hộp chữ nhật, có đáy sẽ là hình vuông, cạnh là 0,5 m, chiều dài là 8 m. Hỏi phần không gian mà 30 khúc gỗ chiếm là bao nhiêu? Như vậy ở đây mình sẽ có cái mỗi khúc gỗ này sẽ có đáy sẽ là một cái
hình vuông, cạnh là 0,5 mét, chiều dài là 8 mét. Như vậy trước hết mình sẽ tính thể tích của một khúc gỗ trước đúng này. Sau đó nhân 30 là gì? Đúng rồi. Thể tích của một khúc gỗ này. Như vậy khúc gỗ này sẽ có dạng hình hộp chữ nhật, thì mình sử dụng công thức của hình hộp chữ nhật. Thì đáy sẽ là một cái hình vuông, thì mình sẽ lấy diện tích đáy là cạnh nhân cạnh nhân cho chiều cao của cái hình hộp chữ nhật sẽ 8. 0,5 nhân 0,5 nhân 8 sẽ bằng bao nhiêu? 0,5 nhân 0,5 là 0,25, nhân cho 8 sẽ bằng là 2. Như là 2. Ở đây là mình có là đơn vị đây là mét, thì thể tích sẽ là mét không. Giờ bây giờ mình sẽ tính phần không gian mà 30 khúc gỗ chiếm là. Mình sẽ lấy số này nhân 30. 2 nhân 30 thì bằng 60. Đơn vị sẽ là mét khối. Đúng nào. Như vậy là phần không gian sẽ chiếm sẽ là 60 cm. 60 mét khối. Như vậy là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký báo chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.